thưa quý vị thưa các bạn liên quan đến việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội lấy ý kiến về việc khôi phục tàu du lịch hoạt động trên hồ Tây mới đây Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã quán triệt quan điểm trước mắt không xem xét đưa du thuyền hoạt động trở lại tuy nhiên các tàu cũ nát từ năm 2017 đến nay vẫn đang án ngữ giữa lòng hồ gây mất mỹ quan đô thị và lo ngại trong dư luận về vấn đề môi trường Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý Hồ Tây do các cơ sở này không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định như phòng cháy chữa cháy, kiểm định phương tiện mà nhiều phương tiện nhà nổi cỡ lớn còn thường xuyên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng trong môi trường nước Hồ Tây, làm cá chết hàng loạt. Đến nay có 143 trên 147 tàu vi phạm đã được di dời khỏi thủ đô. Hiện tại vẫn còn 4 con tàu có kích thước và tải trọng lớn của hai doanh nghiệp vẫn chưa được di dời là công ty cổ phần sông Botomac và công ty cổ phần nhà nổi Hồ Tây. Những con tàu này đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng cũ nát không còn giá trị sử dụng. Các thiết bị bàn ghế bị hư hỏng đã chất đóng lên tàu, một phần bên trong tàu thì bị ngập nước. Một số người dân tập thể dục câu cá quanh Hồ Tây cho biết, bốn con tàu đã án ngữ gần góc phố Nhật Chiêu sen Hồ Tây thời gian dài, gây ảnh hưởng đến cảnh quan chung, ảnh hưởng đến môi trường mặt nước của Hồ Tây. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cùng các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc xử lý dứt điểm trả lại cảnh quan mặt nước và môi trường cho Hồ Tây.